Những khán giả yêu thích dòng nhạc pop disco chắc hẳn đang rất mong chờ đêm nhạc của nhóm nhạc huyền thoại Modern Talking sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 11 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Ban tổ chức vừa tiết lộ thêm một tin vui, đó là thành viên Thomas Under của Modern Talking sẽ dành 30 phút để giao lưu với người hâm mộ Việt Nam trước đêm diễn. Và cũng với kế hoạch này thì anh cũng tự ghi hình một clip ngắn để gửi lời chào tới khán giả Việt Nam. Theo dự kiến thì chiều ngày hai buổi gặp gỡ giữa Thomas Under, thành viên Modern Talking với người hâm mộ tại Việt Nam. Tuy nhiên, hình thức nào để người hâm mộ may mắn có mặt trong buổi gặp gỡ này thì chưa được ban tổ chức tiết lộ. Nhưng chắc chắn, Thomas sẽ xuống hát cùng khán giả yêu nhạc Việt Nam tại đêm diễn. Để chuẩn bị cho điều này, Thomas có yêu cầu sản xuất cho chạy chữ trên màn hình sân khấu để tất cả các khán giả có thể hát theo, hòa chung không khí với các ca khúc đã quen thuộc, làm nên tên tuổi của Modern Talking. Ngoài ra, Thomas Under còn tự ghi hình một đoạn clip ngắn gửi chào tới khán giả Việt Nam. Xin chào Việt Nam, tôi là Thomas Under của ban nhạc Modern Talking. Tôi sẽ đến Hà Nội vào ngày 26 tháng 11 tới đây trong series Live Concert do IB Group Việt Nam tổ chức. Tôi ngoắc tay với các bạn rằng chúng ta sẽ có một đêm nhạc vô cùng tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn sớm tại Hà Nội. Modern Talking là ban nhạc pop thành công trên nước Đức những năm 1980 với hai thành viên là Thomas Under là ca sĩ chính viết lời và Dieter Bohlen là ông bầu nhạc sĩ sáng tác và hát bè. Sự kết hợp giữa chất liệu pop disco cùng với ca từ đơn giản, dễ nghe, dễ nhớ đã giúp họ trở thành hiện tượng toàn cầu khi vừa mới xuất hiện.